Kính thưa các anh chị, thưa các bạn, trong buổi thảo luận ngày hôm nay, tôi xin phép được trình bày bài hình ảnh tuyến vú đặt tới ngực và một số biến chứng hay gặp. Như chúng ta đã biết, với sự phát triển ngày càng cao của kinh tế xã hội, thì dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Kéo theo đó là cái nhu cầu về thẩm mỹ, nhu cầu về làm đẹp cũng ngày càng được nâng lên. Và đặc biệt là đối với chị em phụ nữ, một trong những cái kỹ thuật về thẩm mỹ được chị em lựa chọn đó là phương pháp nâng ngực hay còn gọi là đặt túi ngực, làm nâng nâng cái kích thước của ngực cho những chị em mà có ngực nhỏ, ngực lép. Và cái kỹ thuật này được ngày càng được phổ biến và số lượng chị em làm cái kỹ thuật này ngày càng nhiều, và cái này là một cái nhu cầu hoàn toàn là chính đáng, hoàn toàn là được ủng hộ. Xuất phát từ cái nhu cầu xã hội đó thì hiện nay có rất nhiều những cái cơ sở công lập cũng như là tư nhân thực hiện cái kỹ thuật nâng ngực cho chị em, và có nhiều bác sĩ, kể cả bác sĩ chuyên về thẩm mỹ cũng như là bác sĩ không chuyên về thẩm mỹ cũng thực hiện cái kỹ thuật đặt túi ngực và nâng ngực của chị em. Kéo theo đó là cái số lượng chị em đặt túi ngực ngày càng nhiều, và cái tình trạng mà biến chứng do cái đặt túi ngực này nó cũng được càng ngày càng nhiều lên. Ngay cả bản thân các chị em sau khi đặt túi ngực cũng không được hướng dẫn theo dõi cũng như là thăm khám định kỳ cái túi ngực này như thế nào. Và hiện nay thì tôi nhận thấy rằng phần lớn những bệnh nhân mà sau khi đi đặt túi ngực và đi thăm khám những bệnh lý về tuyến vú nói chung, các bác sĩ khi thăm khám thì ngoài cái việc khám lâm sàng thì các phương pháp cận lâm sàng như là trên siêu âm, như là trên X quang, như là trên cầu hồng tử ở một số bệnh nhân, thì chúng ta chủ yếu là cho phần lớn đánh giá các cái tổn thương của mô tuyến cũng như là tầm soát ung thư, chứ ít ai để ý đến cái tình trạng túi ngực nó như thế nào. Những cái biến chứng ở giai đoạn sớm của cái đặt túi ngực này thì phần lớn là rất là khó phát hiện trên lâm sàng, và chỉ có các những phương pháp chẩn đoán hình ảnh là phát hiện được những cái biến chứng sớm đó. Những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh cho túi ngực bao gồm chúng ta thực hành hàng ngày, chúng ta dùng siêu âm, dùng X quang, một số trường hợp thì chúng ta dùng cầu hồng tử. Thì trong buổi thảo luận ngày hôm nay, tôi sẽ trình bày một số những cái yếu tố cơ bản nhất về hình ảnh của những cái túi ngực bình thường cũng như là những cái dấu hiệu của biến chứng đặt túi ngực, để trong quá trình thực hành chúng ta sẽ chú ý hơn cho những bệnh nhân mà đặt túi ngực đi thăm khám tuyến vú. Slide này mô tả cái vị trí đặt túi ngực trên cơ thể bệnh nhân. Chúng ta nhận thấy rằng đây là cái tuyến vú bình thường, hình ảnh là hình ảnh của tuyến vú bình thường. Thế thì đây là cái mô tuyến và cái vị trí đánh dấu đây là cái cơ ngực lớn. Thì cái giữa cái cơ ngực lớn và cái mô tuyến này nó có cái lớp mỡ sau tuyến. Và cái túi ngực được đặt hiện nay là cái túi màu xanh đây đây, là cái túi đựng gel silicone. Và cái vật liệu này thì nó khá thân thiện với lại còn khá thân thiện với cơ thể, nó ít gây phản ứng. Thì cái túi này có hai cái vị trí đặt, người ta có thể đặt sau cái mô tuyến trước cơ ngực lớn, nghĩa là đặt vào cái khoang mỡ sau tuyến. Và cái vị trí đặt thứ hai là vị trí đặt ở sau cơ ngực lớn, nó đẩy cái cơ ngực lớn và cái tuyến vú về phía trước. Và cái vị trí hiện nay được ưu tiên và được lựa chọn phổ biến đó là cái túi đặt sau cơ ngực lớn ở cái hình số 3 này. Slide này mô tả cái phản ứng tạo cái vỏ xơ của cơ thể. Cho dù vị trí đặt túi ngực ở vị trí nào cũng vậy, đặt ở mô mỡ sau tuyến hoặc là sau cơ ngực lớn thì cái túi ngực này cho dù nó có thân thiện đến mấy thì nó vẫn là một cái dị vật đối với cơ thể. Và phản ứng của cơ thể đầu tiên là tạo ra cái phản ứng viêm, tiếp theo đó nó tạo những cái mô hạt rồi mô xơ, nó tạo ra cái vỏ xơ nó bao bọc quanh cái túi silicone được đặt vào, và nó tạo thành một cái bao gọi là bao xơ. Đây chính là cái bao xơ ôm quanh cái túi ngực mà khi người ta phẫu thuật ra nó như thế này. Thì cái bao xơ này và cái bao của cái túi ngực của nhà sản xuất thì nó hình thành hai cái lớp bao, và chính với hai cái lớp bao này nó tạo lên cái cơ sở bệnh học của các cái biến chứng về túi ngực về sau này chúng ta sẽ tìm hiểu.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình ảnh túi ngực bình thường trên cái siêu âm, trên X quang và trên cộng hưởng từ nó như thế nào. Bởi vì biết được cái hình ảnh bình thường thì chúng ta sẽ nhận biết được những cái tổn thương. Đây là cái mô hình của cái túi ngực đặt phía sau cơ ngực lớn, thì cái vùng này là vùng túi ngực. Chúng ta thấy cái cơ ngực lớn người ta vẽ đây. Và đây là mô tuyến phía trước. Trên cái hình ảnh siêu âm thì thông thường thì bệnh nhân sau khi mà được phẫu thuật đặt túi ngực thì bản thân bệnh nhân họ sẽ không nhớ được là mình đặt ở đâu. Bởi vì họ cũng không phải là bác sĩ chuyên ngành, hay là cũng đôi lúc họ chỉ biết là đi đặt túi ngực thôi chứ họ không được giải thích kỹ sẽ đặt ở chỗ nào và họ không nhớ được. Thì trên cái hình ảnh siêu âm chúng ta có thể nhận biết được cái vị trí giải phẫu của túi ngực bằng cách là chúng ta di chuyển cái đầu dò siêu âm lên cái phần phần cao nhất của cái túi ngực đó, trên cái lát cắt đứng dọc. Thì chúng ta thấy là đây là cái vị trí túi ngực được đặt vào trong cái cơ thể bệnh nhân. Phía trước này chúng ta thấy được từ trước ra sau, chúng ta thấy được da và tổ chức dưới da, lớp mỡ dưới da mỏng đây và lớp mỡ trước tuyến đây, và cái mô tuyến nó chạy từ đây cái vùng này. Và phía sau mô tuyến chúng ta thấy được cái cấu trúc dài chạy dọc cái này, đó là cái cơ ngực lớn, cái cơ ngực của người phụ nữ thì nó khá là mỏng. Và chúng ta thấy được phía sau đây là cái cấu trúc của túi ngực đấy ạ. Thì cái vùng trên cùng chính là cái góc tiếp xúc giữa cái túi ngực và cái mô của cơ thể bệnh nhân. Thì dựa vào cái góc tiếp xúc này là cái mốc mà chúng ta có thể nhận biết được cái vị trí giải phẫu của túi ngực nó nằm ở trong chỗ nào của cái của cơ thể. Đây thì dựa vào cái cấu trúc giải phẫu này. Như vậy là trên hình ảnh siêu âm, tôi nhắc lại là bằng cái phương pháp chúng ta cắt dọc đầu dò và di chuyển đến cái vị trí cao nhất của cái túi ngực đấy, thì chúng ta sẽ nhận định được các cái cấu trúc giải phẫu từ trước ra sau, và chúng ta sẽ biết được cái túi ngực này nó nằm ở vị trí nào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình ảnh siêu âm bình thường của túi ngực. Thì đây là cái hình ảnh siêu âm mà cắt ngang qua túi ngực ở cái vị trí mà không có cái cấu trúc cơ ngực lớn nó phủ lên trên. Thì phía dưới này, phía trên này chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc da và tổ chức da, cái mỡ trước tuyến đây, mô tuyến đây. Và chúng ta thấy được các cái cấu trúc chạy song song này, tăng âm chạy song song này. Sau đó chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc túi ngực ở phía dưới này. Thế thì bản chất cái vùng này nó là dịch gel silicone và nó chống âm. Tuy nhiên thì cái vùng mà sát giữa cái bao vỏ ngoài của cái túi ngực nó xảy ra cái hiện tượng phản xạ âm do cái bề mặt có cái sóng siêu âm nó đi qua cái túi dịch này, nó vào mặt sau cái túi dịch nó phản xạ lên. Chính như vậy nó tạo ra cái hình ảnh hồi âm ở cái vị trí như tôi đang chỉ đây. Thì cái vị trí hồi âm này hoàn toàn là cũng là dịch thôi, nó hoàn toàn bình thường thôi chứ không phải là cái vỏ bao tuyến hay là vỏ bao của túi ngực ở vị trí này đâu ạ. Và chúng ta thấy rằng các cái cấu trúc song song nó chạy đây chính là cái bao của cái túi ngực và cái bao sơ nó hình thành nhỏ nhập mỏng mỏng đây. Thì chúng ta sẽ phân tích tiếp theo xem là đâu là cái bao gel silicone của nhà sản xuất và đâu là cái bao sơ của cơ thể đã phản ứng. Cái vùng này đâu là cái bao sơ của cái bao gel silicone của nhà sản xuất, đâu là cái bao sơ do cái cơ thể phản ứng tạo thành. Thì chúng ta sẽ phóng to cái hình ảnh này lên. Chúng ta nhận thấy rằng đây là cái ô, cái vùng thăm khám mà chúng ta muốn tìm hiểu. Thì cái túi ngực của nhà sản xuất sau khi mà người ta thả vào trong nước, người ta thả trong nước trong cái phòng thí nghiệm ấy, người ta đặt cái đầu dò siêu âm lên thì người ta thu nhận được cái hình ảnh nó như thế này. Nó cái bao mà bọc cái túi gel silicone của nhà xuất thì nó trên cái hình ảnh siêu âm nó tạo hai cái đường song song và ở giữa nó có cái viền giảm âm đây. Có cái đường giảm âm ở giữa thì đây là cái hình ảnh của cái bao bọc cái gel silicone ấy của nhà sản xuất. Nó chính là cái hình ảnh này. Sau khi mà đưa vào trong cơ thể người mà chúng ta siêu âm ấy, chúng ta sẽ nhận được các cái đường song song, nó gồm có bốn cái đường này. Thế thì chúng ta so sánh ở đây chúng ta thấy rằng cái phía dưới này là cái gel silicone, thì hai cái đường này,
hai cái đường tăng âm mà ở giữa có cái đường giảm âm đây, chính là cái bao của cái nhà sản xuất, nó bọc cái gel silicone đấy. Ở trên này chúng ta sẽ thấy hai cái đường tăng âm nữa, nó được bọc giữa, nó được xen giữa bởi với cái đường tăng âm mảnh đây. Thì hai cái đường này nó được tạo ra, nó bao ôm quanh cái vùng giảm âm này, chính là cái bao sơ của cơ thể. Như vậy là trên hình ảnh xương chúng ta thấy rằng cái viền giảm âm phía trên này mới là cái bao sơ của cơ thể, nó phản ứng, nó tạo ra, nó ôm quanh cái túi ngực đấy. Đây chính là cái đường này, cái đường giảm âm đây. Và quay lại cái hình ảnh xương này, chúng ta thấy rằng cái đường giảm âm này nó chính là cái bao sơ của cơ thể, nó phản ứng, nó tạo ra để nó ôm quanh cái túi ngực, nó nhìn nó rất là mảnh mai. Về hình ảnh bình thường của siêu âm túi ngực thì đôi lúc chúng ta có thể, ngoài cái đường mà nó rất là phẳng và rất là thẳng như thế này, cái đường tăng âm hình đường ray nó thẳng như thế này, thì chúng ta có thể thấy được một số những cái nếp gấp bình thường của cái túi ngực, nó rất là thưa và thậm chí là có một lớp dịch mỏng tối thiểu ở giữa các cái nếp gấp đó, thì cũng là được coi như bình thường và không phải là dấu hiệu của rách túi ngực hay là một cái tổn thương bất thường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái giá trị của cái phương pháp siêu âm trong những cái trường hợp mà phát hiện ra những cái loại túi ngực khác nhau. Thông thường thì sau khi mà bệnh nhân đặt túi ngực vào ra viện theo dõi thì họ có thể sau một vài năm sau họ sẽ không còn nhớ được cái hồ sơ của mình nữa. Và họ cũng không nhớ là mình sử dụng cái túi ngực của hãng gì và loại nào. Thì trên hình ảnh siêu âm thì chúng ta có thể là sơ bộ nhận định được cái túi ngực này nó thuộc loại nào. Thì thông thường có hai cái loại túi ngực được sử dụng phổ biến hiện nay, đó là cái túi gel silicone có cái bề mặt trơn và cái túi gel silicone có cái bề mặt nhám. Thế thì trên cái hình ảnh mà siêu âm một cái túi gel silicone có cái bề mặt trơn thì chúng ta thấy là cái đường bờ của cái túi ngực, các cái hình tăng âm hình đường ray này nó rất là sắc nét. Trong khi đó thì cái túi ngực mà có cái bề mặt nhám thì chúng ta nhận thấy đây là cái bề mặt nó không được, các cái phản xạ âm của nó bị tán xạ ra xung quanh và nó không có cái hình ảnh sắc nét như là cái bên túi ngực trơn này. Và trên hình ảnh siêu âm chúng ta có thể nhận định được là bệnh nhân này đã được đặt cái túi ngực là bề mặt trơn hay là bề mặt nhám, chúng ta có thể nhận định được trên hình ảnh siêu âm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái giải phẫu của cái túi ngực trên cái hình ảnh chụp X-quang tuyến vú. Thế thì đây là cái hình ảnh trên phim chụp tư thế MLO, thì chúng ta thấy rằng cái đây là cái hình vẽ mô tả, còn đây là cái phim chụp X-quang thật. Thì chúng ta thấy là cái túi ngực nó được đặt sau cái cơ ngực lớn đây và cái mô tuyến ở phía trước. Và bệnh nhân được đặt túi ngực thì chúng ta bệnh nhân vẫn có nhu cầu tầm soát ung thư và chúng ta vẫn phải thực hiện các kỹ thuật siêu âm X-quang, đặc biệt là X-quang vú, để chúng ta tầm soát cái tổn thương ung thư sớm cho bệnh nhân. Và bệnh nhân vẫn được chụp X-quang vú theo cái kỹ thuật riêng cho cái phương pháp đặt túi ngực này. Và cái kỹ thuật riêng cho cái phương pháp chụp X-quang tuyến vú cho bệnh nhân đặt túi ngực là người ta sẽ, trước khi ép thì người ta sẽ ấn cái túi ngực về phía sau để lấy được cái mô tuyến nó ở phía trước bên ngoài này. Và trên đây là cái hình ảnh mô tả kỹ thuật đó ở cái trên phim phim chụp CC, tư thế CC. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình ảnh túi ngực bình thường trên cái phim chụp cộng hưởng từ. Thế thì cái phim chụp cộng hưởng từ về kỹ thuật cho tuyến vú, thì đối với tuyến vú mà có đặt túi ngực thì nó có thêm một cái sung, đó là cái sung mà xóa silicone. Thì ở cái ảnh phía ở giữa này chúng ta thấy là trên cái sung này thì T2 xóa silicone này, chúng ta thấy là toàn bộ cái túi gel silicone này nó giảm tín hiệu, cái vùng nào có silicone thì nó dường như là giảm tín hiệu. Trên cái sung T2 xóa mỡ đây, chúng ta thấy cái túi gel silicone nó tăng tín hiệu ở giữa này. Và chúng ta sẽ thấy được là xung quanh cái túi ngực có thể có xuất hiện những cái lớp dịch tối thiểu,
Đây là những cái dịch phản ứng bình thường của cơ thể và nó không phải là một tình trạng tổn thương hay là rách túi ngực. Trên cái chuỗi xung xóa silicone thì chúng ta thấy được cái bao sơ nó giảm tín hiệu ở quanh cái túi ngực này. Thì trên cộng hưởng từ chúng ta sẽ hầu như chúng ta không phân biệt được hai cái lớp bao sơ, cái lớp bao của nhà sản xuất và cái lớp bao sơ của cơ thể nó phản ứng, chúng ta hầu như không phân biệt được. Ở cái phim các cái tư thế chụp khác nhau, chúng ta có thể thấy được các cái nếp gấp hướng tâm ở phần nuôi của cái túi ngực này. Thì những cái nếp gấp này được coi như là những cấu trúc bình thường chứ không phải là hình ảnh của rách túi ngực hay là hình ảnh bệnh lý. Sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số những cái biến chứng hay gặp mà liên quan đến túi ngực trên các bệnh nhân đặt túi ngực. Thế thì cái biến chứng đầu tiên chúng ta kể đến đó là cái biến chứng mà co rút bao sơ. Như tôi đã trình bày ở những cái slide đầu tiên, thì cho dù bệnh nhân đặt cái túi ngực loại gì, cái túi ngực gel silicone mặc dù nó rất là thân thiện đối với cơ thể nhưng mà nó vẫn là dị vật, và cho dù đặt ở vị trí nào đi chăng nữa thì cơ thể cũng cũng có những cái phản ứng chống lại cái dị vật đó, và một trong những cái phản ứng đó là nó sẽ tạo thành thâm nhiễm viêm xung quanh và tạo thành cái bao sơ nó bao quanh cái túi ngực đó. Và tùy theo cái mức độ phản ứng của cơ thể khác nhau mà cái bao sơ này nó có thể mỏng hoặc dày khác nhau. Trong cái trường hợp mà nó phản ứng quá mức thì cái bao sơ này nó dày lên, nó co rút lại, và trên lâm sàng là bệnh nhân thấy cái bên nào mà xuất hiện cái biến chứng đó thì bệnh nhân thấy cái nó mất đi cái sự mềm mại và cái hình ảnh nó lệch hẳn so với bên bình thường. Và ở những cái giai đoạn muộn hơn thì bệnh nhân có thể thấy cứng và thậm chí là thấy đau. Trên đây là cái hình ảnh của một bệnh nhân có cái biến chứng co rút túi ngực ở bên trái. Thì đây là cái phim chụp mammography, chúng ta thấy ở cái tư thế chụp CC cái bên phải nó bình thường và cái hình ảnh túi ngực nó rất là có tính chất mềm mại. Cái đường kính ngang ở trên phim CC này nó lớn hơn nhiều so với cái đường kính từ núm vú tới cái túi ngực. Tuy nhiên thì bên trái cái hình túi ngực này nó cái bờ đường bờ nó không còn được mềm mại và nó khá là cứng và khá là hơi bị nhăn, và nó có hình dạng không phải là hình elip nữa mà hình tròn. Trên cái bên chụp mà ở tư thế MLO chúng ta thấy là cái đường kính lớn nhất của nó thì nó khá tương đồng với cái đường kính từ núm vú tới cái ngực, và người ta nhận thấy rằng cái dấu hiệu gợi ý cho cái tình trạng co rút túi ngực đó là cái đường kính lớn nhất của nó thì nó nhỏ hơn 2 lần cái đường kính từ núm vú tới cơ ngực, thì nó gợi ý cái tình trạng co rút túi ngực. Về mặt hình ảnh siêu âm như chúng ta phân tích ban đầu thì đây là cái hình ảnh siêu âm trên một bệnh nhân có cái biến chứng co rút túi ngực. Thì chúng ta nhận thấy rằng cái vú bên bình thường đây là ở cái chỗ này, chúng ta thấy các cái hình đường ray của cái bao của nhà sản xuất, cái bao silicone nó ở chỗ này, còn cái bao sơ của cơ thể nó hình thành là cái đường rất là mảnh mai phía trước này, nó giảm âm, nó chạy dọc quanh đây, cái bao sơ rất là mỏng, rất là mảnh. Trong khi ở cái bên mà có biến chứng co rút bao sơ thì chúng ta để ý đây là cái vỏ bao gel silicone của nhà sản xuất, trong khi cái vỏ sơ của cái cơ thể nó tạo thành nó bao quanh cái túi ngực thì nó dày hẳn, nên nó dày trông thấy, dày một cách có ý nghĩa, nó khác biệt hoàn toàn với cái bên bình thường. Và những cái tình trạng kèm với lâm sàng của bệnh nhân có cái ngực bên tổn thương biến chứng co rút này rất là đau và rất là cứng. Trong những trường hợp khác thì đây là một cái túi ngực có cái biến chứng co rút bao sơ. Thì bình thường thì quanh cái túi ngực bình thường thì người ta có thể thấy một cái lớp dịch nhỏ mỏng, lớp dịch tối thiểu, hoặc là những cái nếp gấp nhỏ của cái túi ngực thì cũng được coi là bình thường. Tuy nhiên thì trong cái tình trạng mà biến chứng của co rút túi ngực thì chúng ta nhận thấy rằng ngoài cái vấn đề bao sơ nó dày lên thì chúng ta cũng thấy được nó có xuất hiện nhiều hơn những cái nếp gấp. Đây, những cái nếp gấp nó xuất hiện nhiều hơn một cách rất là liên tục, rất là mau. Cái nếp gấp này thì cũng là cộng thêm cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân nữa, thì chúng ta cũng gợi ý thấy cái hình ảnh của biến chứng co rút túi ngực.
Biến chứng tiếp theo chúng ta đề cập tới đó là biến chứng vỡ tức ngực. Thế thì biến chứng vỡ tức ngực nó có nhiều nguyên nhân gây nên, như là nguyên nhân do cơ học, nguyên nhân do độ bền của cái tức ngực ấy nó thoái triển, nó tự hỏng, nguyên nhân do thủ thuật của bác sĩ như là chọc hút tế bào, như là sinh thiết thì cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây nên cái biến chứng vỡ tức ngực. Biến chứng này nó chia thành hai loại: vỡ tức ngực trong bao và vỡ tức ngực ngoài bao. Thế thì cái bao ở đây khái niệm là gì ạ? Cái bao trong cái biến chứng vỡ tức ngực này, cái từ bao ở đây người ta đề cập tới đó là cái bao sơ của cơ thể, nó hình thành, nó bao quanh cái tức ngực ạ. Thế thì cái biến chứng trong bao có nghĩa là vỡ trong bao, có nghĩa là nó rách cái bao sơ, cái bao gel silicone của nhà sản xuất, thì cái dịch silicone này nó thoát ra khỏi cái đường rách đó. Tuy nhiên thì vẫn khu trú ở trong cái bao sơ của cơ thể nó hình thành lên, cái bao sơ mà tôi đã đề cập ở trong những slide đầu tiên. Thế thì cái biến chứng này được gọi là biến chứng vỡ trong bao. Cái biến chứng này chiếm nó trên 80% và những trường hợp và phần lớn. Trên lâm sàng thì bệnh nhân không cảm giác thấy và khám lâm sàng rất là khó phát hiện cái biến chứng này. Bởi vì cái bao sơ này nó còn, cái bao sơ cơ thể nó còn giữ nguyên hình thái và hình dạng, và cái độ chắc và độ căng của tuyến ngực nó vẫn được giữ nguyên. Chính vì vậy là khám lâm sàng rất khó phát hiện ở những giai đoạn sớm, ở những giai đoạn muộn hơn cái tình trạng nó rách nhiều hơn. Thì cái bao sơ, cái dịch này nó thoát ra khỏi nhiều hơn thì chúng ta có thể thấy được nó giảm cái trương lực, so với cái bên bình thường. Về mặt chẩn đoán hình ảnh, thứ nhất là trên hình ảnh siêu âm, chúng ta nhận thấy một số dấu hiệu đặc trưng. Khi mà cái bao của nhà sản xuất, cái bao gel silicone nó bị rách ra thì cái dịch silicone nó theo cái đường rách đó, nó vào cái khoang ảo, nó nằm giữa cái bao của nhà sản xuất và cái bao sơ của cơ thể, thì nó tách cái hai cái lớp này ra. Thì chúng ta có thể thấy cái lớp dịch gel silicone nó xen giữa hai cái lớp bao đó. Đôi lúc chúng ta có thể thấy được cái hình dịch silicone nó khu trú lại, tạo cái hình thong lọng phía trong, như trên cái hình ảnh này, cái hình thong lọng. Chúng ta có thể thấy được cái dấu hiệu và đường hai bờ, cái đường trước đây là cái bao sơ và phía sau là cái bao của nhà sản xuất đây, thì cái dịch nó tách vào giữa hai lớp này, chúng ta thấy được hai cái đường nó khác nhau hoàn toàn. Và ở cái giai đoạn nhiều hơn, khi mà cái đường rách nó nhiều hơn thì toàn bộ cái bao gel silicone của nhà sản xuất ấy, nó thõng vào bên trong cái túi này, thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái đường hình đường ray nó bên trong cái bao gel silicone này. Khi chúng ta thực hiện siêu âm thì cái dấu hiệu này nó có cái tên là dấu hiệu bậc thang trên siêu âm. Chúng ta để ý rằng trên cái hình ảnh mà tôi đề cập đầu tiên, trên cái bệnh nhân siêu âm có cái túi ngực bình thường, thì chúng ta thấy được có cái viền hồi âm dày nó sát cái đường ray, các cái hình đường ray ở phía trước này. Thì chúng tôi nhắc lại là cái hình này là cái hình hoàn toàn bình thường, nó do cái hiệu ứng sóng âm nó đập vào thành sau và nó phản xạ lại cái thành trước, nó lặp lại nhiều lần, người ta hình ảnh ảnh giả như này. Và cái hình ảnh nó đều như thế này, nó kéo dài toàn bộ cái túi ngực khi chúng ta siêu âm ấy, thì là cái hình ảnh bình thường, để chúng ta phân biệt với cái hình ảnh mà rách túi ngực trên những cái ảnh chúng ta nêu đây. Thì cộng hưởng từ là một trong những phương pháp mà đem lại cái giá trị rất là tốt trong cái việc chẩn đoán cái rách trong bao. Thế thì trên hình ảnh cộng hưởng từ, những cái dấu hiệu đặc trưng của cái tình trạng vỡ tức ngực trong bao đó là cái dấu hiệu điển hình nhất là cái dấu hiệu sợi mì, có nghĩa là cái bao bọc cái silicone của nhà sản xuất khi nó rách thì nó thõng vào bên trong cái túi silicone đó, và nó tạo thành cái hình ảnh như là những sợi mì đây ạ. Đôi lúc thì cái tình trạng rách mà nó chưa hoàn toàn thì nó thõng vào bên trong, nó tạo ra cái những hình ảnh như là hình ảnh thòng lọng, hình ảnh bẫy khóa. Và đây là cái hình ảnh rất là đặc trưng của cái tình trạng vỡ tức ngực trong bao.
Đây cái hình cũng vậy, chúng ta thấy là cái bao của cái nhà sản xuất này nó rách và nó trùng và nó thõng vào bên trong cái túi silicone, nó tạo ra những cái dấu hiệu hình thòng lọng như thế này. Và trong hình ảnh này thì chúng ta thấy là nó rách túi ngực ở cái giai đoạn đầu, cái dịch silicone nó chạy vào cái khoang ảo ở giữa, ở cái nó tách cái lớp bao ấy ra, chúng ta thấy là cái bao bên trong này là cái bao của nhà sản xuất. Còn cái bao sơ của cơ thể thì nó phía ngoài này, bình thường trên cái bảng từ hai cái này nó hòa vào nhau. Tuy nhiên trong cái tình trạng vỡ trong bao thì cái silicone nó xen vào giữa và nó tách hai cái lớp này ra, chúng ta thấy được rõ hai cái đường bờ này. Đây cũng vậy, những cái dấu hiệu hình thòng lọng như là cái hình đường hai bờ của cái silicone nó nằm giữa, và cái dấu hiệu sợi mì nó rất là điển hình. Trong những trường hợp mà rách sớm, rách nhỏ, rách mảnh thì những cái dấu hiệu như tôi vừa nêu nó sẽ không điển hình nữa. Chúng ta thấy rằng bình thường trên cái chuỗi sung xóa silicone trên cái chụp cộng hưởng từ ấy, thì cái vùng túi ngực này nó giảm tín hiệu hoàn toàn do cái toàn bộ đây là silicone. Tuy nhiên thì trên cái bệnh nhân mà có cái rách nhỏ như thế này, chúng ta nhận thấy rằng trên tất cả các cái sung, những cái chuỗi sung chụp khác nhau đều xuất hiện những hình ảnh nó tăng tín hiệu trên cái chuỗi sung silicone như thế này. Như trên chuỗi sung T2 chúng ta thấy đều những cái dấu hiệu mà hình đốm tăng tín hiệu trong cái túi dịch như thế này. Thì cái dấu hiệu này được mô tả là cái dấu hiệu giọt nước mắt. Khi cái tình trạng nó rách thì có cái lượng dịch nhất định nó đi theo cái đường rách đó, nó vào trong cái túi gel silicone này, nó tạo thành cái dấu hiệu những giọt nước mắt, những dấu hiệu rất là điển hình trong cái tình trạng mà rách nhỏ. Cộng hưởng từ là cái phương pháp rất tốt để chúng ta đánh giá được cái vỡ túi ngực trong bao. Tuy nhiên có một số dấu hiệu được gọi là ảnh giả mà chúng ta cần lưu ý trên phim chụp cộng hưởng từ. Thì chúng ta để ý rằng đây là cái hình ảnh phim chụp cộng hưởng từ của cái túi ngực bình thường. Chúng ta nhận thấy rằng cái bao sơ của nhà sản xuất và bao sơ của cơ thể nó hòa lại thành cái đường giảm tín hiệu bao quanh cái túi silicone đây. Phía trong đó chúng ta thấy được những cái ảnh hình chạy song song này cũng giảm tín hiệu. Thì thực ra những cái hình này được nó tạo lên là cái ảnh giả chứ không phải là cái tổn thương rách túi ngực mà chúng ta sẽ đề cập những cái hình ảnh vừa rồi. Đây là những cái hình ảnh giả mà nó tạo lên từ cái đặc biệt ở bên trái, thì do cái nhịp tim nó đập thì nó có thể tạo lên những cái ảnh giả như thế này. Đây là cái phim chụp mà trên hai cái tư thế khác nhau của cái túi ngực, thì chúng ta thấy là có một cái đường nó phía trong này nó rất giống một cái hình ảnh vỡ túi ngực trong bao. Tuy nhiên thì ở trên cái mặt cắt khác thì chúng ta thấy rằng đây là những cái nếp gấp bình thường. Vì vậy mà trên cầu vồng từ nó có những cái ảnh giả, những cái hình ảnh mà nó nhầm là vỡ túi ngực trong bao. Tuy nhiên thì chúng ta phải phối hợp với nhiều sung và nhiều nắp cắt trên những cái mặt phẳng khác nhau để chúng ta nhận biết được cái tình trạng vỡ thật hay là những cái nếp gấp bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ đề cập tới cái biến chứng vỡ túi ngực ngoài bao. Thế thì cái biến chứng này chiếm khoảng độ 15% trong các cái tình trạng vỡ túi ngực. Và biến chứng vỡ túi ngực ngoài bao nó đồng nghĩa với việc rách cả cái bao gel silicone của nhà sản xuất và vỡ cả cái túi, cái bao sơ của cơ thể được tạo nên do cái phản ứng silicone nó theo cái đường rách này nó thoát vào trong cơ thể, có thể là khu trú phía sau cơ ngực lớn hoặc là có thể thoát vào cái nhu mô tuyến. Khi mà cái gel silicone này nó thoát ra khỏi cái bao sơ của cơ thể, nó hòa vào trong cái tổ chức của cơ thể, đặc biệt là trong mô tuyến, thì cái phản ứng của cơ thể đầu tiên là nó sẽ tạo ra cái tổ chức nó bao quanh cái silicone này, và tiếp theo là nó tạo thành những cái mô u hạt. Đấy. Trong cái trường hợp mà cái gel silicone này nó bị thoát ra một cách từ từ thì nó sẽ một cái đường nữa nó hấp thu, đó là hấp thu qua đường bạch huyết, và nó theo cái mạch bạch huyết nó đi tới những cái hạch bạch huyết vùng nách
và nó được hấp thu, nó dưỡng lại tại các cái hạch bạch huyết ở vùng nách đó. Thì trên hình ảnh cái gel silicone nó trong mô tuyến nó tạo ra cái hình ảnh rất là đặc trưng, đó là cái hình tăng âm kèm theo cái giảm âm ở phía sau này. Thì cái hình ảnh nó có tên là hình ảnh dấu hiệu bão tuyết. Đây là cái hình ảnh mà cái gel silicone nó được khu trú tại cái hạch bạch huyết vùng nách. Chúng ta thấy là cái vỏ hạch nó màu đen đây, và cái gel silicone nó được hấp thu tại cái vùng rốn hạch này, nó tạo ra cái hình ảnh rất đặc trưng tại cái hạch bạch huyết vùng nách. Đây cũng vậy, đây là cái trường hợp mà gel silicone nó thoát ra và nó được cơ thể khu trú lại, tạo thành cái mô hạt cũng có hình ảnh rất đặc trưng, nó tăng âm và có cái vùng giảm âm phía sau này. Và trên cái phim chụp X-quang tuyến vú chúng ta thấy là cái vùng silicone trong cái tuyến thì nó ở vị trí này, còn đây là cái silicone nó thoát ra khỏi cái bao sơ và nó được khu trú lại ở trong cái nhu mô tuyến vú. Đây cũng vậy, đây là cái tình trạng của một bệnh nhân có cái túi ngực bị rách và nó được khu trú lại. Sau khi mà chụp X-quang thì chúng ta thấy được cái dấu hiệu mà nó thoát cái dịch silicone được khu trú lại ở trong nhu mô tuyến. Trên cộng hưởng từ thì hiển nhiên là phương pháp tốt hơn để đánh giá cái tình trạng vỡ túi ngực ngoài bao. Chúng ta có thể thấy được cái đường vỡ và chúng ta có thể thấy được trên các cái dịch silicone nó thoát ra trong cái nhu mô tuyến. Như là trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là cái sung xóa silicone này, tất cả cái vùng nào có silicone thì nó giảm tín hiệu, và cái vùng mà silicone nó thoát vào trong nhu mô tuyến nó cũng vậy, nó sẽ giảm tín hiệu và nó bao quanh bởi cái tổ chức phản ứng với cơ thể tăng tín hiệu lên dạng phù nề. Trong trường hợp này cũng vậy, chúng ta thấy được là cái silicone nó bị rách, nó thoát ra khỏi và nó khu trú tại cái hạch hoặc hố nách. Trong trường hợp này rất là điển hình của cái tình trạng vỡ túi ngực ngoài bao, thì cái silicone nó thoát ra khỏi cái bao sơ của cơ thể, nó vào trong cái phía sau cơ ngực lớn và trong mô tuyến, nó tăng tín hiệu đây và một phần nó được hấp thu qua hệ bạch huyết và nó đọng lại ở cái hạch bạch huyết vùng nách này. Chúng ta thấy nó rất là điển hình. Một câu hỏi thường thấy của bất kỳ bệnh nhân nào trước khi cũng như là sau khi đặt túi ngực đó là họ sẽ hỏi là có biến chứng ung thư hay không. Thì tôi xin điểm lại cái biến chứng cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Thì cái biến chứng ung thư liên quan đến túi ngực là một cái biến chứng hiếm gặp. Cho tới thời điểm hiện nay thì họ có ghi nhận trên dưới 1.000 ca có cái biến chứng ung thư mà liên quan đến cái việc đặt túi ngực. Tuy nhiên thì cái ung thư ở đây chúng ta phải hiểu rằng nó không phải là ung thư biểu mô tuyến. Nó không phải là ung thư xuất phát từ cái tế bào biểu mô của tuyến vú mà nó xuất phát từ cái hệ thống bạch huyết. Và cái ung thư này nó có tên là u lympho không Hodgkin, tế bào lớn không biệt hóa, và nó xuất phát từ cái tế bào lymphoma T. Thì nó có hai phân nhóm. Nó có thể là xuất hiện ở trong cái dịch tràn dịch quanh túi ngực hoặc là xuất hiện cái khối mà quanh túi ngực. Như tôi đã trình bày ở trên thì đây trong cái ảnh này là một cái khối u ung thư vú thì nó xuất phát từ trong nhu mô tuyến. Còn cái hình ảnh này người ta mô tả hình ảnh bên cạnh này là người ta mô tả cái tổn thương ung thư nó xuất hiện, nó liên quan đến cái tình trạng đặt túi ngực thì nó xuất phát từ cái tổ chức bạch huyết, cái tổ chức tế bào lymphoma mà nó nằm giữa cái bao sơ của cơ thể và cái túi gel silicone. Khi mà phóng to cái hình ảnh mô tả cái cấu trúc giải phẫu của túi ngực thì người ta thấy rằng đây là cái viền màu đỏ, đây là cái bao sơ của cơ thể nó tạo ra một cái phản ứng để tự vệ của cơ thể. Ở phía dưới cái bao sơ này nó có một cái lớp tế bào lymphoma, trong cùng là cái túi gel silicone và xen kẽ giữa
cái bao của cơ thể và cái túi này nó có hai cái lớp, cái lớp tế bào lanh phôm và một cái lớp dịch thâm nhiễm, cái dịch tối thiểu ở đây. Thông thường thì cái khoang này là khoang ảo, chúng ta sẽ không 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 nhìn thấy được. Tuy nhiên thì trong những trường hợp mà bệnh lý xảy ra, đặc biệt là bệnh lý như chúng tôi đang đề cập tới, đó là cái biến chứng ung thư, thì chúng ta sẽ thấy được cái lớp dịch nó dày lên, nó dày trong cái khoang này. Thì cái biến chứng mà ung thư không Hodgkin, tế bào lớn không biệt hóa từ cái lanh phôm T này, thì nó có cái nhiều cái giả thuyết để gây nên cái biến chứng này. Thì một trong những giả thuyết người ta mô tả đó là cái tình trạng mà nhiễm khuẩn dưới lâm sàng, có nghĩa là cái nhiễm khuẩn nó tái đi tái lại và nó không có biểu hiện trên lâm sàng. Những cái nhiễm khuẩn nhỏ nó không có biểu hiện trên lâm sàng, nó tái đi tái lại. Và cũng một phần nữa là cái phản ứng viêm của cơ thể nó với cái tình trạng dị vật này. Thì tất cả những cái tình trạng viêm mãn tính kéo dài nó đều gây nên những cái biến chứng ung thư. Tuy nhiên thì cái biến chứng ung thư trong cái việc mà nó có liên quan đến túi ngực này, thì cái việc điều trị nó khác hoàn toàn so với cái ung thư biểu mô tuyến. Thay vì cái ung thư biểu mô tuyến, người ta phải cắt bỏ cái khối u và thậm chí là cắt bỏ toàn bộ tuyến vú, sau đó người đi điều trị bằng hóa chất, điều trị bằng tia xạ. Thì cái việc điều trị ở những giai đoạn sớm của cái ung thư mà liên quan túi ngực này, thì người ta chỉ có cắt bỏ cái túi ngực và cái bao xơ và cũng như là cái tổ chức viêm xung quanh, thì cái tổn thương nó sẽ khỏi hoàn toàn mà thậm chí là không phải điều trị thêm hóa chất cũng như là tia xạ. Thế thì trên hình ảnh trong thực hành lâm sàng, chúng ta lưu ý rằng bất kỳ cái tình trạng dịch nhiều nào, có cái tràn dịch mà xung quanh cái túi ngực hoặc là tổn thương khối mà quanh cái túi ngực này, thì chúng ta phải nghĩ tới cái tình trạng biến chứng cái ung thư tế bào lớn không biệt hóa liên quan đến túi ngực. Thì đây là những cái hình ảnh, như là trên đây là có hình ảnh siêu âm, chúng ta thấy rằng có cái lớp dịch nó dày lên là quanh cái bao xơ bên ngoài vào cái túi ngực bên trong. Thì trong cái vùng này nó có cái tổ chức đặc, có những cái tổ chức đặc trong cái vùng dịch này. Và trên hình ảnh cộng hưởng từ, khi mà có những cái tình trạng nghi ngờ này thì bắt buộc chúng ta phải chụp cộng hưởng từ, và chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc đối quang từ, thì chúng ta thấy được cái tổ chức đặc nó ngấm thuốc. Đây cũng vậy, chúng ta thấy được xuất hiện có những khối cạnh túi ngực và nó ngấm thuốc rất mạnh sau khi tiêm thuốc đối quang từ. Thậm chí những cái trường hợp đánh giá giai đoạn thì người ta cũng có kết hợp cả PET-CT để người ta đánh giá cái tính chất chuyển hóa của cái tổn thương. Trong bài trình bày vừa rồi, tôi đã đưa ra những khái niệm cơ bản nhất về vị trí giải phẫu của cái đặt túi ngực, cũng như là những cái bệnh học của cơ thể nó phản ứng với túi ngực. Những cái hình ảnh bình thường trên các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là siêu âm, X-quang và cộng hưởng từ, trong thực hành lâm sàng hàng ngày chúng ta gặp nhiều nhất, những bệnh nhân đi thăm khám chúng ta có túi ngực là thăm khám siêu âm. Bởi vì là những cái trường hợp mà vỡ túi ngực ngoài bao trên lâm sàng nó khá là rõ ràng, vì vậy là có hiếm khi bác sĩ nào mà họ chỉ định chụp cộng hưởng từ đối với những trường hợp mà lâm sàng nó rõ ràng. Tuy nhiên thì qua bài trình bày này thì chúng ta cũng có những khuyến cáo nhất định là nếu như bệnh nhân có những tình trạng mà vỡ túi ngực trong bao cũng như ngoài bao thì nên được tiến hành chụp cộng hưởng từ. Bởi vì đôi lúc trong cái cấu trúc dịch nó xung quanh túi ngực từ cái vỡ ra đó, thì chúng ta khó phân biệt là cái túi dịch như cái dịch của cái silicone bình thường liệu có lẫn trong đó nó có cái tổ chức của biến chứng ung thư hóa hay không. Thì cũng qua bài vừa rồi thì tôi hy vọng rằng trong thực hành lâm sàng, đặc biệt là khi tiến hành siêu âm, chúng ta cố gắng phân định được các cái mốc giải phẫu của túi ngực và các cái mốc bình thường, để từ đó chúng ta phát hiện được sớm nhất những cái biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân, và chúng ta tư vấn cho bệnh nhân các phương pháp điều trị và theo dõi cho hợp lý. Và bài trình bày của tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các anh chị và các bạn.